Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020. Chương trình thời sự gồm có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2020. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn triển khai về điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 cho cán bộ công đoàn cơ sở nghiệp đoàn năm 2020. Phóng sự: Trạm y tế phường Vĩnh Mỹ chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật giới thiệu những điểm mới, những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật như Luật Tổ chức Chính phủ năm 2019, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, Luật Cán bộ công chức năm 2019, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Qua đó giúp cán bộ công chức viên chức các ban ngành địa phương nắm bắt kịp thời các quy định mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan đơn vị địa phương theo nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả. Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn triển khai về điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 cho cán bộ công đoàn cơ sở nghiệp đoàn năm 2020. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc. Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở nghiệp đoàn được quán triệt nội dung bổ sung quy định mới của điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12, triển khai hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến công tác cán bộ công đoàn, các vấn đề vướng mắc tại cơ sở và thực hiện các biểu mẫu theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12. Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn nắm bắt được các nội dung quan trọng của điều lệ, hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12, giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn tổ chức triển khai, thực hiện đúng các quy định trong tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn, hạn chế các vi phạm quy định của điều lệ, thực hiện tốt có hiệu quả các chức năng của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Châu Đốc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn đã tạo điều kiện cho 100 hội viên vay vốn với số tiền trên 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế, vận động xây dựng một căn nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thành lập 3 tổ ống heo tiết kiệm có 29 thành viên. Đến nay đã tiết kiệm được trên 168 triệu đồng và thành lập 64 tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế có 640 thành viên tham gia. Bên cạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện tốt các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Ngươn cũng trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ngày 21 tháng 10, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, ngày 1 tháng 10 và Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2020. Tại hội thảo, bà Nguyễn Phan Thùy Trang, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, thông tin một số nội dung về thực trạng già hóa dân số tại Việt Nam, các văn bản chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi, kết quả thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Đồng thời các đại biểu báo cáo tham luận về vấn đề công tác chăm sóc sức khỏe, các chế độ chính sách cho người cao tuổi và được đưa ra
để cùng trao đổi và tập trung đánh giá khách quan, đầy đủ vai trò và những đóng góp của người cao tuổi trên một số lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và vai trò của hội người cao tuổi trong xã hội hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.